Xin chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh xe đạp Hải Phòng của website xe đạp Hải Phòng.com. Và tôi là Kiên, chủ cửa hàng xe đạp Hải Phòng.com. Kiên xe đạp. Vâng, và trong thời gian gần đây thì cũng khoảng nhiều năm rồi, nhưng mà đến bây giờ mình mới làm video thì rất là nhiều các quý khách, khoảng nhiều năm trở lại đây, có rất là nhiều các quý khách hỏi là cho anh hoặc cho bác mua, hay là cho anh chị mua một cái chiếc xe đạp địa hình. Đấy, xe đạp địa hình phanh đĩa, có phanh đĩa thì đẹp em ạ. Đấy, là đúng như kiểu lời văn kiểu kiểu như vậy, là xe đạp địa hình Nhật bãi mà có phanh đĩa, cho chị anh chị xem thì anh chị mua. Đấy, thì mình mới trả lời là xe đạp Nhật bãi thì hầu như đến bây giờ thì theo như mình đánh giá thì nó vào khoảng nếu mà 500 chiếc xe đạp Nhật bãi đi về Việt Nam thì chắc có khoảng một con, hai con là địa hình có phanh đĩa, chứ chưa nói là phanh dầu. Thế tại sao thì những cái đời mới bây giờ thì phanh dầu Shimano chính hãng nó vẫn có, mà tại sao hàng bãi Nhật thì về thì nó lại không có? Thì trong video này mình xin phép trả lời các quý vị các cái câu hỏi dạng như vậy, liên quan đến xe đạp địa hình của Nhật bãi có phanh đĩa hay là phanh dầu hay phanh đĩa dầu hay không. Thì như quý vị biết thì đã gọi là ra bãi. Ra bãi có nghĩa là người Nhật người ta thải ra, người ta không dùng nữa, vì một lý do nào đó người ta không dùng nữa. Thì như quý vị biết thì đất nước Nhật Bản là một đất nước gọi là đất nước đi lên từ những cái đổ lát hoang sơ nhất. Người ta có vùi, dân tộc người ta có bị khó khăn đến mức nào, động đất rồi bão lũ, hết sạch tài sản thì người ta vẫn có thể gây dựng nên một cái cuộc sống phồn thịnh ngay trong những cái năm ngắn ngủi. Thì một trong những cái đức tính mà rất là tốt của người Nhật Bản đó là đức tính tiết kiệm. Thế thì quý vị có thể hình dung là một cái đất nước mà có tính tiết kiệm, mà người ta đã thải ra bãi cái đồ dùng thải ra bãi rồi, thì quý vị có thể hiểu là cái xe đấy nó cũng khá là lâu đời rồi. Có thể nó còn tốt, có thể nó còn tốt, nhưng mà nó khá là lâu đời rồi. Giống như một số cái máy móc mà ở bên nước ngoài người ta thải ra, dàn máy, cả cái dàn máy móc đấy cho cái công ty đấy vẫn sử dụng hoạt động ngon lành, nhưng mà nó quá là lâu đời rồi. Ví dụ như là nó là máy điện tử thì nó sẽ tiêu thụ rất là nhiều điện. Cái chi phí mà để mà nuôi cái bộ máy cũ ấy nó sẽ tốn hơn nhiều, tức là người ta cho lên tính toán kinh tế là sẽ tốn điện hơn nhiều so với là sử dụng một cái bộ máy mới, cho nên người ta sẽ thải ra. Còn xe đạp thì nó không phải là điện tử, nó không hao điện, kể cả những cái chiếc xe đạp mà có sản xuất đến 30 năm trở về trước thì nó cũng không có hao điện, nó là đồ cơ khí. Thế nhưng mà người ta cũng bỏ ra rồi. Còn thì quý vị có thể cảm thấy rằng là một cái dân tộc mà với một cái đức tính mà tiết kiệm như vậy mà người ta đã bỏ ra ngoài bãi, tức là người ta thải, người ta không sử dụng nữa, để mà mang về những cái nước mình gọi tạm gọi là kém phát triển như Việt Nam mình. Nước Việt Nam mình là kém phát triển, thuộc những cái nước mà đang phát triển hoặc kém phát triển thì mới sử dụng lại những cái đồ bãi thôi. Còn nếu mà nước phát triển thì người ta có đồ xịn luôn, mới luôn, bán trong siêu thị luôn, mà người ta có thể khả năng mua được. Một cái chiếc xe đạp mà mới bên Nhật Bản theo mình tìm hiểu thì nó vào tầm khoảng, như những năm trở lại đây nó bán vào khoảng trên 10 triệu cho đến 30 triệu một chiếc xe đạp bình thường. Tức là với cái giá tiền đấy thì nó ngang với một cái chiếc xe máy ở Việt Nam. Đấy, ngang một cái chiếc xe máy loại tốt ở Việt Nam, chứ không có rẻ. Và cái xe đạp mà đã ra bãi và về đến đây và được ví dụ như cửa hàng mình sửa sang lại hay là kiểm tra hoạt động tất cả ngon lành và bán với giá chỉ 6-7 triệu thì quý vị có thể hiểu là tại sao người ta thải ra bãi rồi. Tức là những cái xe đạp ấy nó đã sản xuất đời rất là lâu rồi, khoảng ít nhất nó cũng phải 15 năm, chứ không có xe nào, mình sản xuất rất ít, có nhưng mà rất ít những cái xe mà sản xuất cách đây khoảng 2-3 năm, rất ít. 2-3 năm thì rất ít, 1-2 năm rất ít. Và hầu như là mình thấy là những cái tem nó đè từ 2010, 2012, 2013, tầm tầm đấy. Ít, một số xe thì mình có thể thấy là cái tem nó đè là 2017, 2016, nhưng mà ít lắm. Thế thì nói về cái tuổi đời để quý vị có thể thấy là những cái chiếc mà xe đạp mà tại sao dù sử dụng mà cái phanh đĩa, phanh là phanh dầu, là những cái công nghệ mà đời mới bây giờ gần những cái năm trở lại đây gần đây,
thì cái những cái lăm mà xe đạp mà Nhật mà thải ra bãi nó sản xuất thì nó chưa sử dụng cái xe phanh đấy. Mình nói luôn là cái đời xe đấy, cái đời lăm đấy là người ta, hãng đấy là người ta chưa sử dụng phanh đĩa, phanh dầu đấy, và người ta chỉ dùng là phanh V thôi. Đấy, cho nên là rất là nhiều cái dòng touring Nhật bãi mà về đây thì đều sử dụng phanh V, tức là phanh hai hai bên bóp vào như nó như hình chữ V ấy, thì gọi là phanh V. Đó là cái đặc điểm thứ nhất. Và cái đặc điểm thứ hai là cái sở thích thị hiếu đi lại của người Nhật Bản là người ta thích đi touring, bởi vì người ta thích nhẹ nhàng. Đấy, người ta thích đi đi làm, đi lấy dùng cái xe đạp để đi làm mà. Cho nên là người ta thích đi touring. Cho nên là 100 chiếc xe đạp mình nhập về thì hầu như là 99 chiếc là dòng touring và sử dụng phanh V, không có phanh đĩa. Và chỉ có khoảng 1 đến 2 con, 2 chiếc xe là địa hình nhưng cũng sử dụng phanh V, tức là bánh 26. Thì mình có thể nói qua với các bạn, các quý khách mà chưa rõ thế nào là dòng touring và thế nào là dòng địa hình. Dòng touring theo định nghĩa của dòng xe Nhật bãi, còn nếu mà theo dòng Mỹ thì dòng touring có thể là lắp bánh 26. Bánh 26 là bánh đường kính bé nhưng quả lốp to. Còn bánh 700C là đường kính to nhưng quả lốp vừa vừa. Thì dòng touring theo định nghĩa của Nhật Bản đó là dòng bánh 700C tay bằng, lốp lốp vừa hoặc nhỏ, tay bằng, bánh 700C là dòng touring. Còn dòng địa hình, tại sao gọi dòng địa hình? Dòng xe M địa hình hay còn gọi là MTB, MTB, M chữ MTB là viết tắt của từ Mountain Bike. Mountain có nghĩa là ngọn núi, Bike có nghĩa là chiếc xe đạp, tức là nó là dòng xe đạp để leo núi. Cho nên là ở Việt Nam người ta gọi là địa hình hay còn gọi là xe leo núi. Thì đã gọi là xe leo núi thì bánh nó phải to để tạo độ đầm. Bánh nó to như vậy, thậm chí to hơn. Đường kính lốp thì nhỏ để giữ cho trọng tâm thấp. Đấy, và lốp thì quả to để giúp đầm. Cho nên là ở Nhật người ta không chuộng. Thứ nhất là nếu mà có xe thì nó cũng chỉ là những cái năm mà sản xuất lâu rồi, cho nên là không thể có những cái phanh đĩa mà lại còn là phanh dầu như bây giờ được. Còn bây giờ hiện tại ở những cái năm gần đây đây thì chắc chắn là trong siêu thị Nhật sẽ có xe đạp tại Nhật Bản, đã có bán tại thị trường Nhật Bản, chắc chắn sẽ có sử dụng phanh đĩa và phanh dầu, nhưng mà để mà ra bãi, tức là người dân thải ra và về qua một cái nước thứ ba, tức nước thứ hai, và về từ nước thứ hai đó về sang Việt Nam và tới được tay người tiêu dùng Việt Nam qua qua cái dòng dòng xe đạp đã qua sử dụng tại nước ngoài thị trường Nhật Bản ấy, thì hầu như là mình đánh khẳng định với quý vị một câu là gần như không có hoặc là rất ít, nó chỉ vào khoảng 1/200 hoặc 1/300, tức là 300 4 1 200 300 con xe thì mới có một con như thế thôi. Rất là hiếm hoặc là gần như là không có. Đấy, hầu như là đều là dòng touring. Đây như quý vị có thể thấy là trong cái ảnh mà ở bãi người ta gửi cho mình đây. Đều là dòng touring hết, touring là phanh V hoặc là phanh phanh V này. Phanh V hoặc là phanh C, phanh hàm ba mảnh. Đấy, không có dòng nào là dòng địa hình hết, rất ít luôn. Rất ít dòng địa hình. Đấy, ở bãi người ta gửi về cho mình nhiều luôn, tức là khoảng 300 200 300 con xe thì mới xuất hiện được một con xe đạp địa hình, nhưng mà con xe đạp địa hình ấy cũng chỉ sử dụng phanh V thôi. Đây là phanh V này. Đây là phanh V này. Những cái xe đạp này nó phải sản xuất tầm khoảng 5 75 đến 15 trở về trước sử dụng phanh V thì nó mới ra bãi và nó mới về tới Việt Nam. Đấy. Thế thì nói như vậy thì có phải phanh V là những xe đạp đời cổ, còn tất cả những xe đạp đời mới thì đều sử dụng không sử dụng phanh V mà sử dụng phanh đĩa không? Thì cái đấy cũng không phải. Phanh V hay phanh đĩa hay là phanh ba mảnh, tức là xe đạp có ba loại phanh ấy, thì đấy là do nhà sản xuất. Thế nhưng mà những cái xe đời trước thì hầu như là không có phanh đĩa. Phanh đĩa là sau này, phanh đĩa và nhất là phanh dầu, phanh thủy lực ấy thì là sau này. Cho nên là gần như những cái xe đạp Nhật bãi thì sẽ không có phanh đĩa hay là không phanh dầu, và dòng địa hình thì cũng rất hiếm. Như vậy là cái câu trả lời cho cái nội dung của video này là xe đạp Nhật bãi có xe đạp địa hình sử dụng phanh dầu, phanh đĩa dầu thủy lực hay không, thì mình hoàn toàn khẳng định là
Có, nhưng mà phần trăm lấy được rất ít. Nó khoảng 1 phần 400, 1 phần 300 trên lô lô xe nhập về, và rất ít. Bởi vì đất nước Nhật là từ xưa đến nay truyền thống là tiết kiệm. Người ta phải dùng rất là nhiều năm rồi người ta mới thải ra, và những cái xe mà sản xuất nhiều năm trở lại, khoảng 5, 7 năm, 10 năm trở lại về trước ấy, thì nó chưa sử dụng phanh đĩa. Cái thứ hai là sở thích của người dân Nhật Bản là người ta không thích đi dòng MTB địa hình, nên là không, kể cả có những cái dòng mà sản xuất về đời trước thì hầu như sử dụng là phanh V. Phanh V là phanh hình chữ V, kẹp kẹp, phanh kẹp và vành ấy, chứ không có sử dụng phanh đĩa hay là phanh dầu thủy lực. Đó là câu trả lời. Cho nên là quý vị mà muốn tìm mua một chiếc xe đạp dòng Touring thì không nói, dòng Touring thì Nhật bãi rất là nhiều. Xe Nhật bãi là hầu như có dòng Touring thôi. Còn nếu mà dòng MTB, Mountain Bike, hay còn gọi là dòng địa hình leo núi, thì chỉ có dòng Đài Loan. Như bên mình thì đang bán hai dòng MTB. Nói về MTB thì bên mình có hai dòng. Đó là dòng MTB chính hãng Giant hoặc Merida. Quý vị có thể liên hệ Zalo với mình để mà biết thêm thông tin về xe. Và dòng thứ hai là dòng xe đạp địa hình Giáp. Mình Giáp từ đồ chính hãng hết. Và tùy tầm tiền thì đồ sẽ cao cấp hay là bình thường. Đó, thì bên mình có hai dòng. Chứ còn để mà nói Nhật bãi thì không có, không 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 có địa hình và phanh dầu phanh đĩa đâu. Nhật bãi thì không có đâu. Chỉ có xe Đài Loan chính hãng Giant, Giante đấy, hay là Merida mà thôi. Hoặc là mình phải ráp, ráp theo ý mình, ráp theo cái tâm của cửa hàng bán xe thì mới có, chứ còn bãi Nhật thì không có cái xe địa hình đâu. Hiện tại ở bên nước Nhật đang bán xe đạp thì có, nhưng mà để người ta thải ra bãi, người ta qua một nước thứ hai, sau đó là từ nước thứ hai như là Campuchia với về Việt Nam, bởi vì Campuchia là có chính sách cho nhập đồ cũ đấy. Nên là về Việt Nam thì không có, mình khẳng định là với quý vị là không có xe đạp địa hình Nhật Bản mà sử dụng phanh đĩa, phanh V, phanh dầu, xin lỗi, phanh dầu, phanh đĩa là không có. Vâng, và video cũng đã dài rồi thì đến đây mình đã giải thích cho quý vị nắm rõ. Thì đây đây là cái dòng xe đạp Giáp này, đây là cái dòng xe đẹp đạp địa hình Giáp. Thì muốn có xe đạp địa hình mà phanh dầu thì quý vị có thể lựa chọn hai dòng, đó là một là dòng Giáp, đây là dòng Giáp, Giáp hết từ đồ chính hãng hết, đồ cao cấp hết, tùy theo tầm tiền nữa. Có thể tầm tiền ít thì ráp đồ vừa vừa, còn tầm tiền đẹp thì ráp đồ cao cấp. Và hai là dòng 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 chính hãng đã qua sử dụng tại thị trường Đài Loan. Như là quý vị có thể thấy trong 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 video đây, là con này là con Giant ATX 777, giá mới của nó là khoảng 11 triệu, 9 triệu 8 gì đó, 9 triệu 8, 10 triệu gì đó. Thì cửa hàng mình đang bán là 6 triệu rưỡi đến 7 triệu tùy từng độ mới đẹp của xe. Đấy, là chỉ có những cái dòng này thì mới sử dụng phanh dầu này. Phanh dầu này, con Gian ATX 777 này là sử dụng phanh dầu này, phanh đĩa này, phanh đĩa thủy lực đấy. Thì chỉ có dòng đời mới thôi mới sử dụng thôi. Chứ còn dòng Nhật bãi thì như quý vị có thể thấy là nó toàn sử dụng phanh V hết. Đây, phanh V này, phanh V hết, anh về hết luôn đấy. Vâng, và hẹn gặp lại các quý vị và các bạn trong những video lần sau. Nếu quý vị quan tâm đến xe đạp thể thao thì ở trên Facebook quý vị hãy ấn kết bạn với xe đạp Hải Phòng. Quý vị vào Facebook tìm xe đạp Hải Phòng và ấn kết bạn, chọn chế độ xem trước. Còn nếu ở trên YouTube, quý vị hãy ấn like video và ấn đăng ký kênh để xem những video tiếp theo. Và trong những video tới gần đây thì em sẽ làm những cái video mà hướng dẫn phân biệt đồ phách này, rồi hướng dẫn lắp ráp xe đạp sử dụng, rồi rất nhiều các thứ xoay quanh chiếc xe đạp thể thao của chúng ta. Vâng, xin hẹn gặp lại và chào tạm tạm biệt tất cả các quý vị. Hẹn gặp lại các quý vị trong những video lần sau. Ui, có bác Trần Hiền đang thả tim cho em nhiều thế, em cảm ơn bác Trần Hiền nhá. Em xin dừng video tại đây.